Hello cả nhà, lại là em đây, Thanh Tuấn. Hôm nay 29 Tết, được ông anh cho con gà đá nè cả nhà. Giờ đi về quê hết rồi, có ông anh ổng đang về quê, ổng chuẩn bị lên. Giờ chặt khúc ra hầm xả, em chờ ảnh lên là dứt cả nhà. Nói chung là con mình thì cũng nhờ mấy ông anh gần trọ thương, người cho này người cho kia. Nói chung cũng cảm ơn những người anh rất là nhiều. Gà đá xịn sò luôn đó nha. Gà đá này hầm hầm xả là chút người một khoanh là no luôn. Dai. Nghe bốc mùi luôn thơm. Rồi, bé bye cả nhà. Cả nhà nhớ thấy món gà hầm xả của em mà hấp dẫn, cả nhà nhớ cho một lượt đăng ký follow Thả Tim giúp em cả nhà. Kênh của em là Tấn Món Ngon Nhà Làm. Rồi, em cảm ơn cả nhà nhiều. Giờ là chỉ chờ đi bỏ cải trắng, củ cải nữa vô nữa là với nấm đông cô nữa là ngon cả nhà. Rồi, bye bye cả nhà.